tôi đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc hơn nhờ năm bí quyết từ thầy phạm thành long à, xin chào các bạn tôi là nguyễn thị kim thoa ceo của công ty aroma việt nam và jubilee việt nam à, tôi đã có kinh nghiệm trong ngành nước hoa tinh dầu nước hoa pháp à, 7 năm nay và tôi đã nhập khẩu trực tiếp thương hiệu hai thương hiệu này về các sản phẩm này về Việt Nam và hiện tại là tôi đã giúp đỡ rất là nhiều hàng triệu người trở nên tự tin và quyến rũ hơn bằng hương thơm bằng các mùi hương nước hoa để trở nên tự tin và hạnh phúc hơn với trong cuộc sống và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái bí quyết năm cái bí quyết mà đã làm thay đổi cuộc đời tôi như các bạn một số bạn bè của tôi trước đây đã biết đến tôi thì thường biết rằng là tôi một là một cô gái rất là tiêu cực mang nhiều cái bế tắc trong cuộc sống từ gia đình đến bố mẹ hay là anh chị em rồi trong một quan hệ tình cảm và công việc kinh doanh của tôi cũng trở nên là không được trôi chảy lo lắng rất là nhiều lúc nào bản thân tôi cũng là một người cảm giác như là tiêu cực vây quanh và từ khi mà biết năm cái bí quyết này của thầy học được năm bí quyết này của thầy thì cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn suốt một năm qua tôi học À, một năm qua tôi học học được từ thầy rất là nhiều điều nhưng mà cái bài học mà để mà tôi tâm đắc nhất hôm nay tôi muốn chia sẻ cho mọi người là năm cái bí quyết về uh, quản trị cảm xúc uh, về sức khỏe về các mối quan hệ uh, tiền bạc và thời gian của tôi uh, đấy là năm bí quyết và uh, tôi đã áp dụng năm bí quyết này như thế nào để thay đổi cái cuộc đời của tôi thì uh, các bạn cùng uh, lắng nghe uh, về cái việc uh, sức khỏe uh, khi mà tôi học được uh, uh, học được ở thầy trước đây tôi không có cái thói quen không có nhiều cái thói quen tập thể dục hay chạy bộ thế nhưng uh, từ khi mà học uh, trong cộng đồng Eagle game uh, Eagle club của thầy thì tôi cũng đã biết uh, đã thường xuyên chạy bộ hơn rèn uh, luyện sức khỏe thể thao À, và tôi cảm thấy là mình cũng uh, không những là bản thân mình khỏe hơn và gia đình của tôi cũng uh, mọi người cũng cùng nhau mọi người cùng nhau tập thể dục này uh, cùng nhau chạy bộ uh, và giúp cho mọi người gắn kết hơn từ đấy uh, và một cái điều uh, quan trọng bí mật quan trọng là um, từ cái việc mình thay đổi trạng thái cái cơ thể thường xuyên tập thể dục và cái việc mà mình có sức khỏe thì thì cảm giác như là cái năng lượng năng lượng năng lượng của tích cực sẽ đến với mình nó dồi dào hơn và loại bỏ rất là nhiều về cái tiêu cực như trước đây lúc nào tôi cũng chán nản buồn chán lúc nào cũng trách than về cuộc sống của mình không được như mọi người hay um, uh, tôi cứ bằng tuổi như tôi mà không được uh, như bạn như bằng bạn bằng bè thế nhưng uh, khi tôi uh, chạy khi tôi tập thể dục thì tôi cảm giác như um, tôi uh, uh, không còn suy nghĩ nhiều về những cái vấn đề linh tinh đấy nữa và cái cảm xúc của tôi nó cảm giác khỏe mạnh hơn uh, uh, năng lượng hơn và tôi cảm thấy cuộc sống nó tuyệt vời hơn và uh, đó là hai vấn đề một là sức khỏe hai là cảm xúc uh, còn uh, tiếp nữa là các cái mối quan hệ từ cái việc uh, uh, chạy bộ hay là cái cảm xúc của tôi tốt hơn thì tôi cũng gắn kết uh, các cái mối quan hệ của tôi ở trong gia đình và trong cuộc sống của tôi tốt hơn Uh, tôi biết mở lòng ra yêu thương mọi người quan tâm đến mọi người hơn uh, trở nên uh, mọi người cũng từ đấy thì mọi người cũng mở lòng ra và uh, uh, tôi được uh, đón nhận về cảm xúc về sự yêu thương nhiều hơn à, gia đình chúng tôi à, cùng nhau làm đều cùng nhau làm việc gì đó ví dụ như tập thể dục à, đi đâu đấy đi chơi đi ăn hay là làm việc thì cũng cùng nhau và cảm giác không khí ở trong gia đình à, hay đối với cả mọi người bạn bè hay là người chồng hiện tại của tôi cũng cảm xúc mọi thứ trở nên tích cực hơn và trước đây thì cũng có một cái vấn đề tôi cũng có gặp những cái một cái vấn đề về trong cái chuyện tình cảm thì hiện tại đối với cả người chồng hiện tại của tôi thì chúng tôi yêu nhau cũng gần chục năm rồi và trước khi mà gặp thầy phạm thành long thì chúng tôi chưa lấy nhau cũng có rất là nhiều các cái bế tắc về trong chuyện tình cảm à, bởi uh, trước đây thì anh ý cũng uh, uh, mặc dù là yêu nhau lâu như vậy thế nhưng mà anh ý cũng vướng mắc về một số vấn đề về gia đình anh ý cũng có con riêng uh, và um tôi cũng chưa bao giờ tôi chia sẻ cái vấn đề này với ai khi mà gặp thầy tôi cũng có chia sẻ với thầy uh, cho đến bây giờ thì tôi um, quay video như thế này thì uh, gần như là tôi công khai trong cái chuyện uh, uh, tình cảm của tôi từ lúc đấy và khi mà gặp thầy thầy uh, uh, thay đổi rất là thay đổi nhiều thứ và tôi cảm giác mọi cái bế tắc của tôi trong cái vấn đề mối quan hệ tình cảm đấy của tôi nó cũng được được giải quyết tốt hơn và cái vấn đề này thì chắc là tôi sẽ nói ở trong một cái video khác thì ngay cả cái mối quan hệ lớn nhất là đối với cả chồng tôi hiện tại thì cũng tôi cũng giải quyết được thì đến ngay cả trong vấn đề gia đình bố mẹ anh chị em hay um, đối với cả nhân viên hay là đối với cả um, bạn bè thì tôi cũng đều có thể hàn gắn được đó là ba vấn đề về sức khỏe về cảm xúc và mối quan hệ và tôi cũng có tôi phát triển hơn về công việc kinh doanh từ những cái mối quan hệ và cái sức khỏe của tôi tốt tôi trở nên phát triển hơn về 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 cái công việc kinh doanh từ đấy công việc kinh doanh mang nhiều của tiền bạc đến hơn cho tôi và từ từ việc mà tôi có tiền bạc nhiều hơn và các cái mối quan hệ hay cái cảm xúc của tôi tốt hơn thì tôi cũng có tôi cũng cảm giác là tôi có thời gian để thời gian để tôi gần gũi hơn với mọi người và tôi có thời gian để 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 tôi muốn đi đâu đấy tôi làm được những cái việc mà tôi thích tôi tôi mong muốn và cái video này thì tôi cũng vô cùng biết ơn biết ơn thầy thầy phạm thành long người thầy vô cùng vĩ đại của tôi suốt những thời gian gặp thầy là một thời gian vô cùng tuyệt vời để mở mang tư duy mở mang kiến thức và thay đổi toàn hoàn toàn toàn bộ cuộc sống của tôi tôi cũng Um, vô cùng biết ơn thầy và tôi mong là thầy luôn luôn mạnh khỏe luôn luôn um, uh, uh, dồi dào năng lượng để uh, giúp đỡ cho những người mà um, như tôi uh, đã từng như tôi uh, giúp đỡ được uh, cho mọi người um, cho xã hội trở nên tốt hơn và em vô cùng biết ơn thầy em cảm ơn thầy hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của tôi và nếu như mà cái video này có hữu ích với bạn thì bạn hãy chia sẻ theo dõi và chia sẻ cái video này đến để cho mọi người cùng biết đến và mọi người sẽ biết đến những cái video sau của tôi tôi sẽ chia sẻ nhiều cái giá trị hữu ích hơn đến cho mọi người xin chào các bạn tôi là thoa uh, xin chào hẹn gặp lại